bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái cửa biển ở Kiên Lương, Kiên Giang. Hôm nay thì mình sẽ đổi chủ đề về gió biển ở ngoài các bạn. Thì trên màn ảnh nhỏ các bạn đang xem là một chiếc tàu tải đang chạy ra ngoài hòn, thì chưa biết là hòn nào. Nói về tàu tải ra ngoài biển thì mình cũng không rành lắm, không biết là những cái chiếc tàu này sẽ đi về đâu. Nhưng mà ở ngoài kia thì bao gồm hòn Hòn Nghệ, Hòn Sơn, cũng như là Phú Quốc ha. Mấy chiếc này thì tại nước đá, chắc mình nghĩ rằng là cũng gần đây các bạn, chứ không có xa cho lắm. Gió hiện tại thì nó cũng không có gọi là nặng, không gọi là mạnh. Nhưng mà mình thấy cái những cái chiếc mà tàu tải như thế này đây mà chạy ra ngoài, mình cảm thấy cái mức độ mà sóng nó tạt lên mũi các bạn cũng khá là dữ dằn ha. Khi mà chạy ngang một cái lượng sóng là mình nhìn cái mũi đó, nó sẽ tạt qua tạt lại, ghê lắm các bạn. Đúng là những cái chiếc tàu tải mà chơi khẩm thì anh nào cũng như anh ấy thôi. Trời ơi, hiện tại thì gió rất là mạnh, thổi vào cái máy quay của mình, cho nên thì nó sẽ rất là ồn, và mình nói chuyện thì nó sẽ hơi cái gì hiện tượng là nghẹt nghẹt các bạn. Mong rằng các bạn thông cảm với mình nha. Rồi cái mũi nhìn nó lờ đờ xuống tới dưới nước luôn rồi nè, thấy ghê không? Này mày gặp sóng mạnh là thua rồi các bạn. Ôi ôi, nhìn nó nhấp nhô ớn thiệt chứ. Ai mà lần đầu tiên đi những cái chiếc ghe mà ra ngoài biển các bạn, không quen thì nó sẽ say sóng hơn là say xe rất là nhiều nha. Trụ cột điện này là từ ở trong đất liền Kiên Lương kéo ra ngoài hòn, ngoài đảo Phú Quốc các bạn. Phú Tròn giờ là mấy mày hòn ở Kiên Giang của mình hầu như là đã có điện hết rồi. Trời ơi, ây da, trời ơi, phải nói với là một cái cú sốc đầu đời các bạn. Vừa ra cổng biển thì đẩy một giác, phải nói là quá tịch. Mấy anh này thì anh đi rất là quen rồi ha. Nếu như mà không quen mà chạy gặp những cái tình cảnh này thì chắc có lẽ là chạy cho vô các bạn, không thể nào mà dám chạy ra ngoài khơi được nữa. Quá trời liều các bạn. Ngoài kia chút xíu thì sẽ bớt sóng ha, tại vì trong bờ nó rút rút cho nên thì sóng nó rất dậu dập. Trời ơi, mất tiêu cái mũi luôn, mất tiêu cái lái luôn rồi, nó lúc lắc rồi kìa. Ra ngoài kia thì sóng nó sẽ không có nhiều lượng, nhưng mà lượng nó sẽ to hơn trong bờ ha. Nó thưa ra nhưng mà nó sẽ to hơn. Hiện tại thì nhìn cái chiếc tàu tải sẽ giống như một cái phao mà đang nổi trên mặt nước các bạn, nó muốn lắc chiều nào nó lắc rồi. Ảnh thì hiện tại đang chạy sóng ngang mà, cho nên thì nó sẽ có cái tình trạng là bị lắc qua lắc lại. Tiếp theo mình sẽ mời các bạn xem một
tàu biển ha. Đi ra chiếc này thì cũng không có khầm, đây là không bật ha các bạn. Quánh một cái nó hở cái lô, nó nhảy ra hút cái phần nước biển luôn các bạn. Phần lô trước nó khá là sâu mà chỉ cần gặp sóng là nhảy lên. Hiện tại thì buổi chiều cho nên thì mặt trời nằm hướng đó ha, nó hơi ngược nắng chút xíu. Mọi người cố gắng xem với mình. Đây thì có anh cao tốc từ ở bên mấy cái hòn nghệ chạy vô. Tiếp theo thì những anh đổ xịp, giờ này còn khá là sớm nhưng mà mấy anh đã chạy ra này các bạn. Đây là vỏ lãi bằng composite nha. Đây, máy nó cũng mini, vỏ này cũng khá là nhỏ, không có lớn cho lắm. Trời ơi, ớn được chưa? Vỏ lãi mà composite chỉ có mới mấy năm nay là nó được làm bự như thế này thôi các bạn. Hồi lúc trước thì không có cái vụ mà đặt máy trong đâu, nhưng mà do mấy năm nay cái công nghệ nó càng tiên tiến cũng như là cái sử dụng của khách hàng càng ngày càng cao các bạn, cho nên những cái chỗ mà đóng tàu đổ keo nè mới làm cái kiểu theo yêu cầu của khách hàng. Và cũng có thể là một số vỏ thì được nâng lên từ cái vỏ nhỏ mà nâng lên vỏ lớn. Không biết là mình nói chuyện mọi người nghe có rõ không nha, chứ thật sự thì mình cũng cố gắng nói chuyện lớn, nhưng mà lý do cái máy quay các bạn, khi mình zoom xa thì cái âm thanh nó sẽ zoom ở phía xa, còn mình nói ở phía gần đây thì nó sẽ hơi bị ngạt ngạt sao á. Mình cũng đang cố gắng chỉnh làm sao mà thiệt là im để cho mọi người dễ nghe. Thì chỉ có hai anh chị là có thể đi được các bạn, không có cần đông, không có cần mướn thêm bạn, chỉ cần hai vợ chồng thôi là cũng đã đủ rồi. Trời ơi, cái này hồn vía muốn lên thiên luôn rồi. Tiếp theo lại là chiếc vỏ lãi ủ xịp mini hết các bạn. Chiếc này thì sẽ là bằng cây, cũng là hai anh chị, một cặp vợ chồng đi ha, không có mướn bạn thêm. Thời buổi bây giờ thì những chiếc ghe nhỏ nhỏ như thế này mướn bạn đi rất là khó, cho nên thì phải đi nhà thôi, hai vợ chồng hoặc là anh em gì đó các bạn, ở nhà đi thì sẽ đỡ tốn chi phí hơn. Chạy phay phay luôn ha. Quá trời lắc. Đây, tiếp theo thì vẫn là chiếc vỏ lãi ủ xịp cây các bạn. Thì ổng lao ra giống như là một vị thần chạy dù dù các bạn. Rồi. Những cái chiếc này thì mấy anh sẽ đi đánh bắt cá cơm. Cũng có thể là rất là nhiều các loại cá các bạn, hải sản ha, tôm, ghẹ đồ. Bên trong thì đặt cái máy 4 các bạn. Hộp số thì mấy ảnh hay sử dụng hộp số dầu. Lúc trước thì chỉ sử dụng hộp số 4 thôi, nhưng bây giờ thì đã thay đổi. Chiếc này thì đi được 3 người ha. Chào đảo thì sợ thiệt chứ.
đây lù lù ở phía kia là một chiếc ghe lưới bao các bạn đang chạy ra ha. Thì lưới bao này cũng đánh theo mùa chăng ha, chứ không phải là ngày nào cũng đánh được các bạn, mà phải tính theo chăng. Chăng là mặt trăng mình các bạn, mùa chăng sáng hay là mùa đợt chăng tối gì đó thì mới chạy đánh bắt, giống như đi đánh mực các bạn, chứ không phải là tháng nào cũng đánh được, chỉ đánh vào những ngày không chăng, nghĩa là từ ngày 20 cho tới 30 này kia thì lúc đó chăng nó sẽ tối. Thì mấy anh này em sẽ trông đèn lên thì cá nó mới bu lại nha. Cái lồng cu phía trên là dành cho mấy anh tài dọc. Tài dọc tức là sẽ ngồi ở trên cái vị trí đó để quan sát cá ngoài biển các bạn. Thật sự thì mình rất là nể những anh tài dọc đó ha. Tại vì nếu mà đứng ở trên đó quan sát á, chỉ cần là nhìn những cái cơn sóng là những cái đợt mà cá nó trồi mặt nước là mấy ảnh biết liền, thì ảnh mới ra dấu hiệu cho tài công và tài công mới chạy ra điểm cá, rồi sau đó tài công mới ra dấu hiệu cho mấy anh lính ngư phủ là bạn đi biển đó các bạn, rồi mới bủa lưới xuống ha. Và nó là một cái ngôi nhà lý tưởng dành cho những bác tài dọc. Khi mà ghe mà lắc ngang ngồi trên đó chắc mình nghĩ rằng là cũng ối trời ơi luôn á, phải thắt dây an toàn rồi vô mới chịu nổi các bạn. Quá cao rồi. Thì tiếp theo thì một chiếc tàu khách cũng đang chạy ra. Phía xa xa kia thì mọi người đang thấy một chiếc có này không biết gọi nên là chiếc xuồng hay là chiếc ghe luôn các bạn. Nó giống như là một cái chiếc tàu mà chở chân dịch của những ghe biển á, đang chạy từ hướng Bình An về bên Ba Hòn ha. Thì đây là một cái chiếc mình tròn cho nên thì mọi người thấy nó dễ lắc. Thêm một cái nữa là chạy sóng ngược, thì cái hiện tượng mà lắc với lại là sóng nó dập muốn chào cơm luôn các bạn. Tài công thì ngồi ở phía sau, chắc mình nghĩ thì chắc vừa chạy mà cũng vừa niệm Phật dữ lắm ha. Nó lắc luôn kìa, đúng là những cái chiếc ghe mình tròn thì nó sẽ có một cái trò ơi úi da ui sao mà tim nó muốn rớt ra ngoài luôn các bạn.
quá khứ của chiếc ghe, sóng nó dập kìa. Trời ơi, má ơi, trời ơi, ai da, ai da. Chẳng thà mình đi sóng ngược luôn á thì nó có dễ, sẽ dễ chịu hơn là đi sóng xéo xéo các bạn. Nó sẽ có một cái tình trạng gọi là vừa lắc mà vừa nhảy luôn, cho nên thì nó rất là khó chịu ha. Mọi người cũng có thể nghe những cái tiếng mà sóng đánh vô bờ á, rất là ầm ầm luôn. Mình thấy vàng nàng dữ vậy ta, không biết là ghe này chở cái gì ra ngoài hòn đó. Ây da, quá khứ thiệt. Rồi lên gà các bạn. Bên trong là một cái động cơ máy đê ha. Lý do là lên gà cái khối nó từng cuộn là chỉ có máy đê thôi các bạn. Trời ơi, trời ơi, nó lắc rồi. Như là một cái máy sàn gạo vậy. Con ơi, má ơi, không thể nào tưởng tượng nổi cái cảnh mà khi mà ngồi mà trải nghiệm trên đó ha. Bạn nào muốn đi biển thành công thì hãy liên hệ tới chú này để mà xin xuống trải nghiệm thực tế nhất cái cảm giác mà say sóng là như thế nào đi các bạn. Rồi, mình đã nghe được cái tiếng động cơ rồi, chính xác là một động cơ máy đê ha. Còn tí nữa thì chú cũng đã qua được khỏi cái ranh giới của những cơn sóng này nhìn không hiểu nổi thiệt. Đây là một chiếc ghe tam bản đi, mình đặt tên này. Chiếc ghe chạy vừa xong thì bắt đầu tới anh cao tốc bên trong ra, đi với cái tốc độ phải nói là khủng khiếp thiệt. Đúng là không sai với cái tên thiệt chứ. Chạy cái tốc độ rất là nhanh này các bạn, cái đó thì cũng tầm vài chục hải lý, không giỡn đâu, hai mấy ba mươi hải lý á. Sáng nước hết ha. Cao tốc thì thường thường là nó sẽ chẻ sóng ra cho nó ít có nhảy các bạn. Nó đi vô chẳng thà nó lũi vô con sóng luôn ha, chứ nó không có thể nhảy lên, tại vì cái mình nó dài với lại là cái tốc độ nó cao quá. Tối đèn phía sau thì mịt trời hết. Ảnh đã đu tới xe đích của chiếc tàu biển rồi ha. Hình như là ảnh cũng đã bớt ra. Thì sau khi mà ảnh ra tới ngoài kia, ảnh quẹo ngang bắt đầu thì bây giờ là hình như lên ga các bạn. Rất là xa nhưng mình cảm giác là thấy cái khói đen ở phía sau nó mịt mù hết ha. Và tốc độ thì đã nhanh hơn lúc trước, lúc nãy. Ok, thôi ôi, thôi ôi, nó như là cái cánh đại bàng mà dương ra các bạn. Chạy ngang thì hành khách ở bên trong thì mình có lẽ là mình nghĩ chắc dây an toàn này kia hoặc là dây dù cũng cột vô cái ghế ha. Cái đó thì mình nói là nói cho cái video hấp dẫn thôi các bạn, tại vì dưới đó thì không có thể nào cột dây ha. Nguyên nhân tại sao thì mọi người cũng đã biết rồi, mình không thể nói những cái vấn đề đó, nó hơi tế nhị ha.
đi biển thì hầu như ít ai thắt dây an toàn nữa nha các bạn. Thôi quá trời xa trời ơi, phải nói là một cái những cái cú nhảy sóng đỉnh cao của anh cao tốc thiệt. Rồi, xa quá thì hình ảnh các bạn xem nó cũng không còn được mượt mà ha. Mình sẽ chờ chiếc tiếp theo để quay gửi đến cho mọi người xem. Tiếp theo thì chiếc này hình như là ghe biển nhưng mà lại gắn cái cần dàn cẩu của ghe cào lụa các bạn, thứ mà cào những cái lồng cào lụa ha. Đang chạy về hướng Bình An hay là Hòn Heo gì đó. Ở bên trên thì chữ hình như là có những cái bao nước đá để đem ra ngoài hòn, còn không là để dự trữ để muối cá hay là những cái thủy sản hải sản các bạn. Chắc mình nghĩ là bao nước đá. Mấy cái lá cờ mà treo lên trên đó thì tầm 2-3 ngày là sẽ không còn hình dạng lá cờ nữa mà còn một miếng tấm vải đỏ. Đây, mấy chiếc ghe thì nó có cái con lăng ở phía trước là ghe lú đó các bạn. Mà lú thường hay thường gọi là 12 cửa ngục á. Nhưng mà bây giờ thì không phải là 12 cửa ngục nữa mà như là mấy chục cửa ngục rồi. Giờ này mấy anh chạy ra để cuốn lú vô, cũng có thể là thả lú xuống tùy theo con nước đó các bạn. Hiện tại thì nước nó rất là lớn ha. Chạy Ganti. Thôi, có lẽ video mình cũng xin tạm dừng tại đây nha. Tại vì lâu lâu mình lên đây cập nhật cái tình hình ở cửa biển Ba Hòn để gửi đến mọi người xem, giải trí cũng như là thay đổi chủ đề chút xíu để cho mọi người đỡ nhàm chán nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn.